Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, tại khu vực ngã tư nút giao giữa đường nối ADB với đường nối khu đại học Phố Hiến thuộc địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô 4 chỗ làm 5 người bị thương. Theo người dân địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 29A21006 lưu thông trên tuyến đường ADB hướng từ xã Liên Phương về cây xăng An Tảo. Khi đi đến nút giao với đường đối khu đại học Phố Hiến đã va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 29A33957 lưu thông trên đường ADB hướng từ cây xăng An Tảo về đường Tô Hiệu. Hậu quả vụ tai nạn giao thông đã làm 5 người đi trên hai xe ô tô bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai xe ô tô hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.